dài tiếp nơi đơn côi, thương thay cho chuyến kiếp lẻ loi. Với chiếc mình ôm phút này, thương nhớ bóng hình nào khô môi. Anh ơi ai hay đường đời nơi nào, riêng em thương nhớ vui buồn sao. Xác pháo nào rơi cuối đường, về chiếc bông đêm thâu. Anh ơi thôi tan hết mộng ban đầu. Ngày dài tiếp nơi đơn côi, thương thay cho chuyến kiếp lẻ loi. Với chiếc mình ôm phút này, dịp dàng còn ghi nhớ vui. Lệ nào ước mà quên đi, buồn nào sân như chia ly. Cô Hương, cô còn đến đây để làm gì nữa chứ? Đến đây trả lại cho Tùng một bức thơ. Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi đã gửi cho cô nhiều bức thơ lắm kia mà. Tại sao cô chỉ trả lại cho tôi có một bức thơ? Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này, bức thơ sau này cô trả nó lại cho tôi là vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phũ phàng của cô rồi, có phải vậy không? Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Cô nên nói ngược lại. Trước kia tôi mới hiểu lầm cô, chứ còn sau này tôi mới hiểu đúng về con người của cô. Anh Tùng, cô còn muốn gì nữa? Tùng ơi em chỉ xin anh, hãy giùm nhận lại một bức thơ. Nhận lại những lời chua xót đắng cay để cho em được yên tâm. Kéo dài một kiếp người bạc phân
lời lẽ thiết tha, với em, với mẹ, với cha. Khi đã trót sanh là một cô gái giang hồ, thì muốn đời hương phấn dân là nguồn sống của cô. Anh Tùng. Cô Hương, tất cả những thư từ gì mà tôi đã gửi cho cô, cái nào cô muốn giữ thì cô giữ, cái nào cô muốn xé thì cô xé. Vì đối với tôi coi như là tôi chưa hề gửi cho cô một bức thơ nào cả. Chào cô. Anh Tùng, anh đừng tàn nhẫn với em quá. Cô hãy về đi, tôi không muốn nói nặng cô. Vì tôi nói nặng cô có nghĩa là chính tôi tự nói nặng lấy tôi. Có chuyện gì đó Tùng? Anh Hai. Ủa, cô Hương, cô tới thăm anh em tôi đó à? Dạ. Rồi tại sao cô lại khóc? Anh còn lạ gì nữa? Khóc để có cơm ăn, khóc để có áo mặc, khóc để có son phấn mà bôi lên môi, trích lên má màu hồng tươi thắm đó chứ. Không Tùng, em không nên dùng những lời nặng nề như vậy để nói với cô Hương. Anh Hai, cô Hương không có xấu xa như Tùng nghĩ đâu Tùng à. Anh Hai, anh còn muốn binh cô ta nữa à? Bây giờ em đã có vợ rồi, anh không cần phải giấu giếm em nữa. Tùng à, cô Hương xa em là do nơi anh đó. Sao? Do anh? Phải. Vì anh không muốn, hay nói đúng hơn là anh sợ cô Hương sẽ trở thành vợ của Tùng. Anh Hai, sự thật là như vậy sao anh Hai? Phải. Vì thế nên Hương mấy em thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn còn tha thiết yêu Tùng. Cô bước đi mà mắt không rời xa kỷ niệm, nhìn Hương đi anh đau lòng lắm Tùng ơi. Anh biết anh là người có tội, nhưng vì lời cắn trối của mẹ cha, vì danh giá của gia đình, nên anh buộc lòng yêu cầu cô Hương phải xa Tùng. Thật là như vậy sao anh Hai? Vậy mà anh nào cũng hay biết gì đâu. Anh Hai tại sao lại tàn nhẫn với em vậy anh ơi? Cô Hương, tôi hiểu. Mỗi người trong cuộc đời chúng ta đều có một lần yêu chân thành tha thiết. Đó là tình yêu đẹp đẽ mà có thể cô Hương đã đem mối tình chân thật mà gửi gắm cho Tùng. Nếu phải xa nó, tôi biết cô đau đớn vô cùng. Những giọt nước mắt của cô bây giờ có giá trị hơn liều thuốc hồi sinh, làm sống lại mối tình chết liễm trong lòng Tùng từ bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô hãy đi hết quãng đường dài cao đẹp, thì tôi xin cô cố gắng thêm vài bước nữa. Chớ đừng vì một phút yếu dạ non lòng mà cô phải phí bỏ cả một công trình. Dân, em sẽ cố gắng. Lần chúng ta gặp gỡ sau cùng, Hương khuyên Tùng hãy ráng quên Hương, và Hương cũng ráng quên Tùng. Xa nhau, Tùng cho phép Hương giữ lại những vật kỷ niệm mà Tùng đã tặng cho Hương, và luôn cả bức thư này nữa. Vì
bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phù hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thề Hương được vui. Tùng ơi, Hương sẽ vui sống với hạnh phúc của vợ chồng Tùng trên bước đường phiêu bạc phong sương. Từ giả anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng. Hương, Hương ơi, trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương, thì trái lại Hương tự hy sinh hạnh phúc tương lai mà dâng trọn cho Tùng. Ôi còn gì cao đẹp bấy lâu nay Tùng đã nguyền rủa và tàn nhẫn đi khinh mi. Nhưng Hương ơi, nguyền rủa và khinh mi là vì chúng ta chưa hiểu được nhau. Những đơn đau thay khi ta hiểu được nhau thì Tùng nay đã có vợ xong rồi. Hãy cố mà quên đi chuyện cũ cho gia đình đầm ấm, cho anh Cang được vui lòng và Hương cũng vui nữa. Không, Hương ơi, anh không bao giờ quên được chuyện cũ. Có nghĩa là anh không tự cho phép mình để bỏ rơi em. Anh hai ơi, em không còn lòng dạ nào mà thương ai được nữa. Em nói như vậy chắc là anh đã hiểu được ý em. Anh cho Hương là một người con gái xấu xa, nhưng anh hai ơi, xấu dị dàng không đáng sợ đâu anh hai à. Cô sợ là sợ tương lai và hiện tại kìa. Anh thử đi tìm khắp nơi coi có người đàn bà nào cao đẹp như vậy. Anh hai ơi, em không còn lòng dạ nào để yêu ai được nữa. Hương ơi, Tùng sẽ đi với Hương. Chúng ta sẽ sống bên nhau dù trong mái tranh vách lá nghèo nàn. Tùng, bây giờ em đã biết rõ mọi việc thì quyết định như thế nào là tùy em. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi quyết định những việc quan trọng như thế này. Cảm ơn anh hai. Cô Hương, cô sáng suốt lắm. Tôi tin là cô sẽ giúp Tùng giải quyết được chuyện này, nhất là sau khi cô gặp được vợ mới của Tùng. Đàn bà thì dễ thông cảm cho nhau. Chào cô. Hương, anh phải làm gì bây giờ hả Hương? Không làm gì kịp nữa. Muộn rồi anh à. Muộn. Hương ơi, tình yêu không muộn, không trễ tràn đâu em. Tình yêu bất tận như sóng dài biển sâu. Anh sẽ đưa em đến một chân trời, nơi đó chỉ có tình yêu và nụ cười. Giờ đây chúng ta đều có bổn phận, em còn cha mẹ và một đứa em. Con nhỏ tới nay chưa nên chồng nên vợ, em muốn cuộc đời nó ít khổ